dò điện trước, có cá thì gọi cho tỏi qua. Con cá đầu tiên giờ để gọi cho thằng tỏi qua, mới gọi đồng minh qua bên này đông quá. Nhưng mà người ta câu bằng tôm, bằng bột, chưa có lên cá, cá nhỏ không à. Có không Tội? Lên đây đi, lên đi, đi 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 dọc, đi dọc bên phía bên trái đi, qua qua mấy cái chòi đi, qua lên đây. Có nè, trên này có nè. Cá cũng nhỏ 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 nhưng mà có. Mình mới xị con lớn. Kéo mẹ luôn cái cần bây giờ. Ê, 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 cụ. Đó. À, xị rồi. Biết ngay mà cắm cắm tới đáy, hoặc là với lại màu sáng nó mới quất. Đục quá. Đó, cá lớn. Đục ngọt ngọt. Đó. Lớn rồi chú. Còn chú lớn không? Cá chạy dữ chứ. Thầy tưởng tưởng cá lớn không. Đi về thế nào cũng có con đầu đàn. Ừ. Bển nào? Hả? Cá anh nuôi. Còn tới không? Ngồi cái bãi xoáy này nè. Chắc chắn sẽ có cá lớn. Con này nó hay bị xoáy ghê. Lỗi gì không mà xanh xoáy ta. Thỉnh thoảng xoáy, không phải xoáy đều. Có. Má cá mạnh ghê ta. Trời ơi, nó chạy kìa. Được. Cá của anh mà hả? Cá anh dèo đây mà. Về. Thôi họ cũng phải quành về nhà. Nãy xảy mấy con. Khỏe ghê. À, xa chút xíu mà nó chạy hết hồn. Ừ.
đánh lua không? Đánh lua ráp cần lua vô. Ở đó giờ ráp máy vô, ở đó gắn mồi vô là lua thôi chứ gì đâu. Gì ông nội? Phao đâu rồi? Ôi da, xảy mẹ rồi. Kéo căng dây ra rồi. Để chi nặng đi. Mà có mấy con nhỏ quá nó cắn. Dạ. Cá nhỏ quá. Cá nhỏ quá, để anh thay cái lưỡi đuôi 12 vô. Đây nè, cắm ở đây nè. Dạ. Cắm cần nó giục đây nè. Dạ. Đó đó. Cắm mà nó giục ngay cái góc đó. Cần ngát nó vô đó chưa? Em chơi đi. Kéo dây em lên đi, kéo dây lên không nổi quá. Dây lòng thòng quá. Ồ, nó nằm trong đây chứ không nó đâu xa hết trơn á. Nằm ở đây, sảy rồi. Vô hả? Thấy không? Hả? Thầy có câu kiểu này nó cắn meo cắn mang. Nó đụng đâu đụng à, nó không có vô họng thẳng chứ. Cho nên là nó dễ xúc lắm. Xả rắc chút thì cá khỏe quá. Thank you.
Nhẹ nhàng thôi, giật dữ rồi ba. Giật con cá nó muốn chết luôn á. Sao ta? Hả? Ăn sao ta? Ăn sao là sao, cá nhỏ quá nó thúc không trúng lưỡi vậy sao? Cá đầy khỏe ghê á. Chạy hoài, chạy hoài. Nuốt cái thế lưỡi kiểu này khỏi gỡ. Banh ra. Mở sẵn đi, nó có chui ra được đâu rồi. Cá gì ta? Chét hả? Không. Chét. Chét măng gì đó. Ô. Đều đều vậy đi. Chú lòng chưa có gì vậy đó. Ô, sao cái trán con này nó cam cam ta? Chết tại rồi. Ta 6-7 con rồi, không chưa có con nào chết rồi. Tiêu rồi. Gì? Ừ. Ừ. Vậy đi, ừ. Ừ, vậy đi. Nè, coi nè. Quất cho 10 con. Anh đâu? Dính không? Ráp với cái gì ông nội? Đó, cá sai này cắn sao vô lưỡi.
đù đù đánh chẻm đi chú. Chẻm đi. Đừng đi sao chẻm. Ý con này nãy giờ chưa bỏ lên nè, chết luôn rồi. Con nào vậy? Con của anh là nãy. Con nãy nói đen, chưa chết, chưa chết. Chẻm nó quậy kìa. Ráp cái cần anh vô, có cái máy ngang á. Gì vậy? Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nhớ bấm like và subscribe để ủng hộ kênh của mình nha.